Hi, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh cố vấn pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì như chúng ta đã biết thì luật đất đai năm 2024 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Vậy theo quy định tại luật đất đai năm 2024 thì người sử dụng đất có được xây nhà ở trên đất nông nghiệp hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung này trong video ngày hôm nay. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì theo quy định của pháp luật về đất đai, thì người dân phải sử dụng đất đúng với mục đích sử dụng đất được ghi trên sổ đỏ. Trường hợp người dân muốn xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp sẽ bắt buộc phải thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở, nếu không sẽ chắc chắn bị phạt rất nặng. Theo đó tại khoản 2 điều 9 của luật đất đai năm 2024 quy định, nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây thứ nhất là đất trồng cây hàng năm bao gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác thứ hai là đất trồng cây lâu năm thứ ba là đất lâm nghiệp bao gồm đất rừng đặc dụng đất rừng phòng hộ đất rừng sản xuất thứ tư là đất nuôi trồng thủy sản thứ năm là đất chăn nuôi tập trung thứ sáu là đất làm muối và thứ bảy là đất nông nghiệp khác Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 điều 121 của Luật Đất đai năm 2024, thì nếu người dân muốn chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở thì cần phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, để xin chuyển mục đích sử dụng đất thì người dân cần phải nộp hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất từ loại đất nông nghiệp sang đất ở đến cơ quan tài nguyên và môi trường nơi có đất để được giải quyết theo thẩm quyền. Sau khi tiếp nhận hồ sơ của người dân, thì cơ quan tài nguyên và môi trường sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và xác minh thực địa thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và sau đó hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về đất đai tiếp đến trình ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất của người dân sau cùng chỉ đạo cập nhật chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai hồ sơ địa chính với trường hợp hồ sơ tiếp nhận chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận xử lý hồ sơ sẽ phải thông báo cho người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định của pháp luật trong thời hạn không quá 3 tháng. Sau khi đã được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất thổ cư, thì người dân mới có thể tiến hành xây dựng nhà ở trên phần diện tích đất đã được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang thổ cư. Theo khoản 2, khoản 3 điều 11, Nghị định số 91 năm 2019 của Chính phủ, quy định về việc chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn thì sẽ bị xử phạt như sau. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,02 hectare. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,02 hectare đến dưới 0,05 hectare. Phạt tiền từ 8 triệu đồng đến 15 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,05 hectà đến dưới 0,1 hecta. phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,1 hecta đến dưới 0,5 hecta. phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 hecta đến dưới 1 hecta. Hoặc phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 1 hecta đến dưới 3 hecta. Như vậy là kênh vừa thông tin xong đến mọi người về việc có được xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, khi luật đất đai năm 2024 chính thức có hiệu lực thi hành hay không. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan đến vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.